Hưởng ứng Ngày Thế giới chống lao năm 2017, ngày 28 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hội nghị liên kết chấm dứt bệnh lao do Hội Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tổ chức dưới sự chủ trì của Sở Y tế thành phố và được tài trợ bởi tổ chức Friends for International Tuberculosis Relief, gọi tắt là FIT. Mục đích của hội nghị nhằm phản ánh tình trạng mắc lao ở Việt Nam và sự cần thiết chuyển đổi mô hình để góp phần thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống bệnh lao, hướng tới Việt Nam không còn bệnh lao. Tại hội nghị có 5 báo cáo của các chuyên gia trong và ngoài nước trình bày, đề cập đến các vấn đề như toàn cầu thúc đẩy chấm dứt bệnh lao, sự cần thiết tăng cường can thiệp phòng chống lao Việt Nam, thách thức và cơ hội chấm dứt bệnh lao, kết quả hoạt động chương trình chăm sóc đúng năm 2014-2016 ở Gò Vấp và giới thiệu các mô hình hướng tới Việt Nam không còn bệnh lao. Trong những năm qua, nhờ vào việc thực hiện toàn diện chiến lược DOCS thông qua chương trình chống lao quốc gia, Việt Nam đã có thể giảm bớt gánh nặng bệnh lao với tỷ lệ mắc và tử vong hàng năm giảm khoảng từ 4-5%. Năm 2014, Thủ tướng đã phê duyệt chiến lược quốc gia phòng chống bệnh lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, với mục tiêu giảm tỷ lệ mắc xuống còn 20/100.000 dân vào năm 2030. Hưởng ứng chiến dịch này, từ năm 2014, Hội Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Trung tâm Y tế Dự phòng quận Gò Vấp triển khai chương trình chăm sóc đúng tại quận Gò Vấp với sự tài trợ của tổ chức FIT và công ty Johnson & Johnson. 3 năm triển khai, hiệu quả chương trình mang lại rất lớn, trong đó tỷ lệ phát hiện bệnh nhân lao ở Gò Vấp đã tăng lên 11% và tỷ lệ bỏ trị giảm xuống còn 0,8% so với trước khi thực hiện chương trình là 7%. Để cái dự án sắp tới mà nó đạt được hiệu quả cao hơn trong cái cuộc chiến phòng chống lao của Gò Vấp thì chúng tôi có một kế hoạch là khá dài, đó là kế hoạch trong vòng 3 năm, đó là cái xây dựng một mô hình phòng chống lao dựa vào cộng đồng, đặc biệt là có kết hợp với dự án chăm sóc đúng một phần nào đó, cũng như là để mục đích xa hơn, đó là tiến tới là chấm dứt lao ở Gò Vấp trong thời gian gần, nhất là trong cái thập niên 20 sắp tới. Bên cạnh những thành tựu trong công tác chống lao, hiện nay Việt Nam vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức. Mỗi năm, nước ta có khoảng 130.000 người mắc lao mới. Trong số đó, có tới 7.000 người mắc lao nhiễm HIV, hơn 5.000 bệnh nhân lao đa kháng thuốc và khoảng 16.000 người tử vong do lao. Tại thành phố Hồ Chí Minh, số lượng bệnh nhân lao ở Gò Vấp chỉ chiếm một phần nhỏ trong số ước tính hàng năm có 20.000 trường hợp mắc mới. Do vậy, để góp phần thúc đẩy nhanh việc chấm dứt bệnh lao, từ năm 2017, chương trình chăm sóc đúng sẽ được mở rộng thêm ở quận 8 và huyện Bình Chánh, đồng thời sẽ triển khai một số biện pháp và mô hình mới như tăng tỷ lệ phát hiện bệnh nhân lao mới, bệnh nhân lao kháng thuốc bằng các kỹ thuật xét nghiệm mới, đặc biệt chú trọng đến việc phát hiện lao ở trẻ em, để điều trị và hạn chế nguồn lây lan trong cộng đồng. Phối hợp gắn kết mạng lưới y tế công và y tế tư nhân trong chương trình chống lao, ứng dụng công nghệ thông tin ZIT vào công tác quản lý bệnh nhân lao, sắp tới được sự tài trợ của Liên minh châu Âu, Hội Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức FIT sẽ thực hiện nghiên cứu tác động lên bệnh lao để chọn mô hình chăm sóc đúng hiệu quả và phù hợp với nguồn tài lực và nhân lực, từ đó để có thể nhân rộng mô hình ra nhiều địa phương trong cả nước.